皆さんおはようございます。トレンさんおはようございます。おはようございます。はい、今週もおはようですね。そうですね。早く起きましたよ。もう寝坊しなく自分の生活変えようと思っていますから。いいです ね。はい。でも最近も、夏やってきましたね。そうですね。もう先週から日本全国みたいですけれども、雨がずっと降ってて、梅雨が本当に入ったんですよね。そうです日本、ね。そうですね。夏っていうとベトナムはすごく暑いですけれども、日本もそれなりの暑さがあるので、夏になると本当に逃げたいですね。日本から逃げたいと。そうですね。どこか逃げたいんですね。でもどこかっていうか、日本国内でもに逃げるところ、逃げられるところもあるんじゃないですか。僕の頭の中に今浮かべるのは2つがあるんですよ。極端なところは沖縄南にあるから暑いですけど、海がいっぱいあるので、海の中に逃げるというイメージは沖縄で、で逆正反対なのは北の方にある北海道。北海道に行ったら今度は気持ちもっといいかもしれない。海の中に入らなくてもよくて、森とかで農場とかで、普通でも結構涼しいから、で北海道逃げた方がいいのかなと思うんですね。そうですね。確かに北海道の気温っていうか夏が涼しいですね、普通。私の知ってる北海道は大体夏なんですけど、大体20度ぐらい、平均は20度ぐらいですね。だから涼しくて過ごしやすいですね。そうですね。冬はすごく寒いので、その分は夏20度前後であれば本当に過ごしやすいですよね。そうですね。もちろん最近はちょっと夏でも暑くなりましたけど、30度を超えたところもあったんですが、イメージの中は北海道は夏行きたいところですね。そうですね。確か北海道といっても最近天気がおかしくなってて、北海道は沖縄より暑かったっていう去年の情報が、天気情報っていうのがあったんですけど、基本的には全体とかね、平均で見ると北海道はまだ夏だったら日本の中で一番涼しいということですよね。そうですね。沖縄より気温が高かったの異常ですね。普通そんなありえないと思うんですけど。じゃあ、というと今日夏逃げる場所と考えると、北海道について、話しましょうかね。じゃあ北海道について 話しましょう。そうですね。トレンさんは北海道のイメージ、どんなイメージがありますか？思い出とかそれもたくさんあると思うんだけど、北海道っていうとまずはその地図は面白い形ですよね。確かに。エという魚ですね。エ、コンカドなんエかエムどネ。ういどんどNó giống hình con cá đuối ở trong cái bản đồ của Nhật đấy, thì là nếu như mà để ý thì sẽ thấy là mỗi vùng nó sẽ có những cái hình đặc biệt. Thì Hokkaido nó nằm ở khu cực bắc của Nhật, nằm ở phía bắc. Phía Nó Bắc to nhất dạ. mà nó cũng là hình con cá đuối cực kỳ to luôn. 巨大な絵ですね。Đúng rồi, con E-I đúng không em dạ, nhỉ? E, E và chữ I nó chính là con cá đuối E. nhá. Thì con cá đuối nó nằm ở cực bắc luôn. Cái đầu của nó hơi nghiêng một chút về phía bên hướng đông. Còn cái đuôi của nó thì chếch về hướng tây nam. Thì cái đầu của nó là ở thành phố Abashiri. Abashiri đúng không? Còn cái đuôi của nó đấy, thì bắt đầu cái đuôi thì nó chính là thành phố lớn nhất có tên là Sapporo. Sapporo. Cái đuôi của nó thì là cái Hakodate, một thành phố cũng rất là đẹp. Hakodate thì nó gần từ Hakodate mình có thể đi qua Aomori đúng không anh? Đúng rồi.
Đúng rồi, mình có thể là qua Hakodate là mình đến Aomori nổi tiếng với những quả táo rất là ngon, đúng không? Đúng rồi. À thế thì còn hai cái cánh này, cánh phải với cánh trái của nó là thành phố nào vậy anh? Hai cái cánh đúng không? Em chưa có đi sang cánh trái nhưng mà em nghe nói hình như là thành phố Wakanai, Đúng rồi, nhưng mà không phải Wakaranai nhé, Wakanai. Wakanai, Wakanai desu ne. Wakanai ishi to de Miki gawa no ho, cái cánh ở phía bên tay phải thì nó chính là thành phố, nó gần với lại thành phố Tokachi. Tokachi nổi tiếng với lại những cánh đồng nông nghiệp với những con bò sữa và có rất là nhiều những sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng của Hokkaido. Thì xem nào. Vậy hôm nay là mình sẽ giới thiệu với các bạn một số cái địa điểm và gắn liền với hình có con cá đuối này nhé. Nếu như các bạn chưa quen với cái bản đồ của Nhật thì mình sẽ hình dung là cái đầu hay là cái đuôi hay là cái thân hay là cánh phải, cánh trái, đúng không? Thì mình sẽ chia sẻ vậy để cho các bạn dễ hình dung nhá. Yeah. Anh đã đi đâu ở Hokkaido nhỉ? Nếu như là con cá đuối này đấy thì anh đi đầu tiên là phải đến cái thủ phủ của Hokkaido, đấy chính là thành phố Sapporo. Sau đó là anh đến cái cánh bên tay phải này. Cánh bên tay phải tức là đi đến cái chỗ thành phố Tokachi để ngắm những cánh đồng và thăm những cái khu mô hình nông nghiệp ở đây. Còn sau đó là anh đi về cái thân của nó. Cái thân của nó thì là nối giữa cái đầu với cái đuôi. Ở đấy có hai cái địa điểm cực kỳ là nổi tiếng mà chắc là bạn nào mà đến Hokkaido rất là muốn đi. Đó chính là thành phố, cái khu mà cánh đồng hoa đấy. Nó có tên là Furano. Mùa hè thì là ngắm hoa ở đấy. Còn mùa đông thì ở chỗ đấy nó lại là có cái khu trượt tuyết nổi tiếng, cực kỳ nổi tiếng ở Nhật luôn. Còn ngoài ra còn có một cái hồ tên là Bie. Em biết hồ này. Hồ này là thường là cái màn hình ở trên laptop đúng không anh? Cái hồ màu xanh đấy. Đúng rồi, cái hồ màu xanh, đúng rồi, cái hồ màu xanh nó đẹp lắm. Màu xanh rất đẹp. Màu xanh cực kỳ đẹp luôn, mình không hiểu sao nó lại có cái màu xanh xanh mà khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ dễ chịu luôn em ạ. Khi mà mình nhìn vào cái đấy, đó. Thì là anh đi tới đó rồi. Trang là lên Hokkaido được bao nhiêu lần rồi ạ? Hokkaido đại tại 5回 ぐらい行ったことが hai. Lần là em đi với gia đình. Gia đình ba mẹ em từ Việt Nam sang và cả nhà đi Hokkaido chơi. Xong sau đó là em có đi du lịch với công ty cũng ở Hokkaido. Xong rồi em có một vài việc, có hai lần cũng lên Hokkaido. Và một lần nữa thì như em đi với bạn, đi du lịch với bạn ở Hokkaido nên là khoảng là 5 lần rồi. おお、たくさん行きましたね。そうすると今日、北海道についていろんな話ができそうですね。そうですね。まあ、話できそうっていうか、いろんな思い出があって、そのところで友達と家族といろんな一緒に過ごした時間とか、そういう思い出が多いので、なかなか、はい、また、そういう気持ち、またそのところ行きたいなと思っています。そうですね。僕も本当に北海道に行って、これは日本じゃないじゃとは思ったんですよ。全然、普通の生活の中感じている日本、建物とかね、建築とかっていう話もあるんだけど、で自然のこととか感じていると、今度北海道に行ったら、全然違う、ここ日本じゃないっていうイメージでした。確かに、建築も、自然っていうか、những cánh đồng rất là rộng、gọi là sao anh nhỉ? 見切れないほど。見切れないほどね。でも、cánh cỏ bay、広いですね。広い。そうですね。はい。大地、本当にここは、広くて、で、その中にはちゃんちゃんは家族も一緒に北海道観光したんですよね。その話を聞きたいなと思うんですけど、いつ頃だったんですか？もうずっと、7年前ですので、で、その時ちょうど夏で行きました。なぜかというと、夏他のところはあまり何もないですね。花もないし暑いし、なので北海道に逃げてきました。でその時一番イメージ深かったのは、花、お花です。お花ですね。お花、những cánh đồng rất là bao la, những cái dải hoa gọi là
không nhìn hết, giống như nó là thẳng cánh cò bay luôn. Và rất là nhiều màu sắc, đặc biệt là có hoa lavender nè, hoa ải hương, đúng rồi, và rất là nhiều loại hoa khác đủ màu hết, xanh đỏ tím vàng là có đủ, không thiếu màu nào. Và em thích nhất là đi lên núi, tại vì em rất là thích thiên nhiên. Season が好きです. そうですね. Đi lên núi ở trên một cái resort tên là Hoshino, Hoshino Resort ở Tomamu. Tại sao lên đó là tại vì em khi mà đi leo núi Phú Sĩ á, thì em rất là thích nhìn cái biển mây. Biển mây đúng không? Gọi là Unkai, Unkai. Thì ở trên ở Hoshino nó có một cái resort, thì lên đó là ở trong cái resort đó luôn có núi, có cái núi khá là cao và mọi người có chỗ để ngắm mây, ngắm biển mây trên đó. Nhưng mà đương nhiên là biển mây á, thì nó không phải lúc nào mình cũng thấy được, phải là rất là may mắn thì mới thấy được nhá. Và cái thời gian mà để ngắm biển mây á, là vào buổi sáng sớm tầm khoảng 5 giờ, dao động từ khoảng 4 giờ đến 6 giờ sáng. Thì mỗi ngày ở khách sạn sẽ có thông báo là hôm nay từ mấy giờ đến mấy giờ là có thể có cơ hội ngắm biển mây. Đấy, mình có thể dặn lễ tân là gọi điện cho mình thức dậy để mình đi ngắm. Và tại vì phải leo lên núi cho nên là có người thì sẽ thức dậy thật sớm hoặc là ở trên núi, ở trên đỉnh núi luôn để đợi. Còn có người thì sẽ chọn là ở khách sạn và đợi lễ tân gọi dậy, xong sau đó sẽ đi ropeway, là đi cáp treo lên. Cáp treo đúng không? Dạ đúng rồi, để tiết kiệm sức. Nhưng mà lần đó thì em cũng đi, nhưng mà chưa may mắn lắm, chưa có nhìn thấy được biển mây như mình mong muốn. Tức là cũng có mây, nhưng mà nó hơi mây mù một tí, rất là tiếc. Tại vì biển mây là phải ngày nào mà thời tiết thật trong lành, bầu trời nó phải trong, nó không có bị mây mù và nắng lên á anh, phải có nắng thì cái biển mây đó nó sẽ rất là đẹp. Nhưng mà em lại muốn đi nữa vì chưa thấy được, cho nên là mata ikitai, tomamu ni ikitai. なんかちゃんちゃんの話を聞くだって聞くだけで雲海かな、雲海、雲海っていうのはもう転落みたいなイメージですよね。ぜひ、うん、ぜひそこも行きたいな、うん、でさっきの花、花の話もあったんですけどね、うん、僕のイメージの中に北海道っていうと花の畑がいっぱいがあるんだけど、はい、どうですか、どんな感じでした。そうですね、さっき の, あのタレンさんの話の中にもあったんですが、富良野っていうところですね、はい、冬はスキー場なんですけど夏は花いっぱいあります。すごく素敵です。gọi là những dải hoa bất tận ha, màu sắc dải hoa đúng không, người ta gọi là dải hoa, hoa. Yeah. Đúng rồi, những cái dải hoa nó kéo dài, nó nằm san sát nhau, rất là nhiều màu sắc, rất nhiều loại hoa, và đặc biệt là hoa lavender, nó có cả một cánh đồng riêng luôn. À, đến đấy thì rất là thơm, và đặc biệt là mùa hè sẽ có kem hương vị lavender. Rất là thích lavender ice cream nữa. ぜひ、はい、行ったら一回食べてみてください。そうですね、ラベンダー以外も他のお花もいっぱいありますね。そうですね、あの特にハフユン、hoa hướng dương đúng không? Đúng rồi, nó có một cánh đồng hoa rất là to. Nhưng mà tiếc là lúc em đi thì em không có đi cái cánh đồng hoa hướng dương đó. Nhưng mà nếu mà có cơ hội đi nữa thì em nhất định sẽ chọn đi ngắm hoa hướng dương ở Hokkaido. Tại vì đó là một trong những vườn hoa hướng dương lớn nhất của nước Nhật đấy. À thế à, thế thì là anh có thể bù được cho em cái phần đấy đấy. Anh đi vào khoảng độ tháng 8. À, thế thì ngay mùa rồi. Tháng 8 thì anh lên là lavender nó cũng đã tàn gần hết rồi em. Thế đúng là rồi. Lên anh chỉ còn ngắm được cái gốc hoa lavender thôi. Mùa hoa ở trên Hokkaido nó rộng bạt ngàn luôn. Xong rồi là mỗi tháng là nó sẽ có những cái cây hoa khác nhau. Ví dụ như là tháng 6 đến tháng 7 gì đó là hoa lavender đúng không em? Yeah. Anh không nhớ chính xác nữa. Cái này có lẽ là các bạn phải tìm hiểu thông tin để nắm được cái lịch hoa nó nở để mình đi đỡ bị lệch. Thì lavender thì nó sớm hơn, anh nhớ thế. Tầm khoảng tháng 6, tháng 7, tháng 7. Đúng rồi, tầm tháng 6, tháng 7 nó nở. Tháng 7 chắc là anh nghĩ là nó nở rộ đấy. Tháng 7 là đẹp nhất ạ. Tháng 7 là đẹp nhất. Xong rồi là đến cái lúc anh đi là khoảng độ tháng 8 thì cái thời điểm đấy. Em biết không,
hết lavender rồi anh lên anh hơi hơi thất vọng một chút. Thất vọng đúng không? Hơi thất vọng nhưng mà bù lại có hai cái mà làm cho anh không thể quên được. Cái thứ nhất đấy là thay vì hoa lavender thì nó lại xuất hiện ra những cánh đồng hoa mới. Đấy là cánh đồng hoa hướng dương, cánh đồng hoa hướng dương và cánh đồng hoa cúc. Hoa hướng dương và hoa cúc. Cộng thêm nữa là cái lúc anh đi đấy là anh đi cái cánh đồng Tomita. Tên của nó là Tomita, Tomita Farm. Cái này có thể là cũng khá là nổi tiếng, nhiều bạn thích đi. Thì là nó có một cái cáp treo đi từ ở bên dưới chân núi mà đi lên trên đỉnh núi đấy em. Thế là mình leo lên cái cáp treo này xong rồi là mình đi trên cái lúc đấy là mình ngồi gọi là cáp treo thôi nhưng mà nó rất là thấp, nó cách mặt đất có khoảng độ hơn mét thôi em ạ. Cho nên là nó không có cái chuyện là mình phải ngồi ở trong cái lồng mà mình ngồi luôn ở bên ngoài đấy, nó chỉ giống như là một cái ghế kéo cái từ ghế. Dưới lên đúng, đúng không? Rồi, ghế kéo lên. Thế gọi là cái lift đúng không? Lift mà hay dùng ở trong cái sân trượt tuyết ấy. Đúng rồi, đúng rồi, nó giống như thế và mình ngồi lên trên cái lift đấy, lifter đấy. Và sau đó là chân mình có thể đung đa đung đưa được. Và ở bên dưới thì dưới là có cánh đồng hoa, còn nó lại ở trên núi mà đúng không? Bên trên đấy thì là trên cái cánh đồng hoa đấy người ta bật cái nhạc em ạ. Bật cái nhạc, bật nhạc đồng quê của các nước châu Âu, anh thấy thế nó giống như là mình đang ở Hà Lan ấy em. Giống như là mình tưởng tượng như là mình đang ở Hà Lan mà cái lifter đấy nó kéo mình lên trên đỉnh núi thì là mình sẽ nhìn đã bao quát mi và thật sự có tôi gà thì khi mà nè mà mà đi ô dên tay mi ế đư ế sta nô hà nà gà tê ôn gà cư và sư yu càng gì đê tên kì mà ta tô tê mô yô cư tê đai tay ni chư đô dên gô sô nô あの暑さ感じていない、そしてその少し秋のその寂しさを感じながらそのヨーロッパの雰囲気を感じているということは、まあ、本当にこれは日本かと思ったら日本じゃないなと思いましたねそうですね、確かにその気持ちがすごい、とっても良かったと思いますね。そうですね、お花がいっぱいがあるので皆さんはぜひ夏に行くのであれば北海道の花の畑を見ましょうね。そうですね。であと盆地、盆地はね、これは những cái thung lũng kiểu giống như thế này thì anh chưa từng gặp ở Nhật đâu. Không biết là trang thế nào. Nó giống như là bây giờ nó có những cái cánh đồng rồi thì là xung quanh, ban đầu đấy là xung quanh là nó có những cái dải núi nó chạy nhá, đúng không? Yamagahashite iru tokoro de. Để xong rồi là ở bên dưới đấy là nó có một cái khu đất nó rộng thênh thang luôn mà nó lại bằng phẳng nữa chứ. Trên những cái khu vực này đấy thì lại xa xa thì nó có điểm một vài cái ngôi nhà, nhà mái đỏ em ạ. Nhà mái đỏ nó mới vui cơ. Ôi, bây giờ em nhớ lại thật là đúng là cái cảnh đó nha, cực kỳ đẹp. Nó không phải là đẹp theo cái kiểu là mỹ miều hay là, nhưng mà kiểu rất là bình yên á. Cánh đồng thì em nhớ là có là một cánh đồng, hai cánh đồng kế bên luôn, một bên là màu vàng của lúa mì, một bên là màu xanh. Xanh non đúng rồi, của mới trồng, của cây mới trồng, và nhìn cực kỳ thích luôn. Đó là nó có những cái mảng màu như thế. Chính xác, em dùng cái từ mảng làm anh nhớ, đúng là nó là có những cái mảng đấy, mảng vuông vắn và nó rất là đẹp luôn. Nó khiến cho mình cảm giác nó rất là bình yên, đúng không? Odayaka. Hontoni odayaka no kimochi desu ne. Và anh làm em nhớ đến nên là không phải là những cánh đồng bằng phẳng mà là những cái đồi nó chập trùng nhưng mà nó cũng là những mảng màu như thế, cũng rất là đẹp. Và nó giống như những dải hoa vậy đó, nhưng mà đây không phải hoa mà là rau, khoai tây này, và cỏ nữa anh, cỏ lúa đấy, sau khi thu hoạch xong người ta dùng những cái rơm đó người ta quấn lại thành cuộn và còn để ở trên cánh đồng, nhìn rất là thích. Naruto. Nếu như mà em nói thế thì có lẽ là anh sẽ phải dùng một từ khác để miêu tả cho Hokkaido. Đó chính là Disneyland về nông nghiệp em. Đúng rồi, anh có thể thấy những chú bò lang thang trên những khung cảnh tự nhiên vô cùng thơ mộng đó. Đúng rồi, kiểu giống như là trong cái câu chuyện về
sữa cô gái Hà Lan. Nếu như ở Việt Nam thì mọi người sẽ thấy hình ảnh của những con bò sữa trên những cánh đồng xanh mướt màn đúng không? Thì là mình rất là thích ở trên những cái khung cảnh như vậy. Thì cái hoa này, hoa cỏ của Hokkaido nó sẽ làm mê mẩn lòng người nếu như mà các bạn đến Hokkaido. Và chắc chắn là nếu các bạn ở Nhật đấy thì nên đến một lần. Anh nghĩ thế, vì là nó sẽ cho mình cái cảm giác hoàn toàn khác luôn. Cảm giác như là mình đi đến một nơi xa lạ ngoài nước Nhật, nhưng mà cảm thấy nó thích thú. Thực sự là thích rồi đấy. Rất là thích, đúng thật là rất là thích. Em nhưng mà nếu mà ở trong thành phố thì em thích nhất là Otaru. Otaru という街、札幌から1時間ぐらい、まあ1時間、まあ余裕あると思うんですけど、バスでも、電車でも行けるところです。本当に。行きやすいですね。そうですね。札幌からですか？はい、札幌から。札幌。ヨーロッパの雰囲気です。その街は。ヨーロッパ。ヨーロッパ。もちろん建築、さっきのレンガの建物とか、はい、あと、オタルってそのところは、まあ、海近く、まあ、ちょっと港もありますので、で、em ấn tượng nhất ở オタル đó là cái dòng sông, cái dòng sông mà ở hai bên sông thì có một cái dãy nhà bằng gạch ngói, nhưng mà nó không còn đỏ tươi nữa, nó đã chuyển sang màu nâu nâu, nhưng mà cũng rất là đẹp. Và trên cái con sông đó là có những cái con thuyền để mà khách ngồi lên và đi thưởng ngoạn trên sông đó anh. Thì em lại, mặc dù là em chưa đi Ý bao giờ, Italia itta koto nai desu kedo, de sono phương sono keshiki miru to kore ga Yoruba janai desu ka, Italia niteru kankouchi janai desu ka っていう、はい、感じていますね。そうですね。với lại là buổi tối á anh, ở trên cái bờ sông đó, bờ gọi mình là con kênh nhỉ, chắc là trên bờ kênh đó thì mọi người lại đàn ca này, nhảy múa này, có những người mà người ta chơi nhạc ở ngoài đường á, rất là vui. Và khách du lịch thì cứ đến và hát rồi nhảy theo, hòa quyện trong cái không gian đó, nó rất là thích và kiểu rất là tự do, không có giống Nhật. Đúng như anh nói á, Nihon to zenzen chigau.そんなところ、ありえないんじゃないんですかね。ありえないね。そうですね。今ちゃんちゃんの話を聞くと、僕は確かね、イタリアとかフランスまだ行ったことないけれども、テレビとか見る感じであれば、さっきの話だと、なんとなくちゃんちゃんはイタリアを言う前に僕の頭の中もイタリアっていうのをイメージしました。そうですね。本当に。ゆっくりなリズムの生活で、なんていうかな、すごい穏やか、人と自然を調和的に生活しているっていうイメージでしょうね。そこは小樽には一つの、まあ、特徴というか特産、まあ、食べ物じゃないんですけど、ガラス、ガラスの、まあ、博物館というかそのお店、大きな作るところがありますので、ですごい綺麗なものとか製品がいっぱいあるし、はい、で、はい、体験、自分で作る体験とかそういうところもありますので、ぜひ、ね、はい、大樽に行ったらそのところにもちょっと見てみてください。そうですね、オタル行ってみたいな。ぜひ、本当に、はい、em rất là thích chỗ đó, nhưng mà nó rất là bình yên, nhưng mà lại có những cái cảm giác là mình lại được giống như là đi ra nước ngoài vậy đó. Nếu như mà nói đi ra nước ngoài như thế thì thực sự là anh cũng thấy là ở quanh cái khu từ Sapporo đi lên khoảng độ 2-3 tiếng, cái chỗ khu BA, tức là cái hồ xanh đấy, cái hồ xanh mà đến. Trước khi mà đến cái chỗ khu hồ xanh đấy, anh cũng thấy là cái kiến trúc, toàn thể kiến trúc luôn em, toàn thể kiến trúc là nó khác hoàn toàn so với lại những cái tòa nhà mà anh đã thấy ở Nhật. Ví dụ là 今住んでいるところは倉敷に近いなんですよ。古い建物の感じですね。はい。日本のなんていうかな、本当にその建築が見えるところ。Cũng có những cái con kênh nhưng mà nó hơi cổ một chút, mà nó có cái cảm giác em cứ tưởng tượng là cái người đội nón.
có cái người đội nón xong rồi có cái người mà người ta đeo à, không phải người ta thắt cái dây lưng, người ta thắt cái dây lưng xong rồi là người ta chèo cái con thuyền nó đi, nó cũng thong thả, nó có chút gì đó nó cổ kính, kiểu mang cái kiểu cái phong cách là hơi đông đông, hơi mang tính châu Á một chút, kiểu giống như các nước như Trung Quốc này hay là Nhật Bản gì đó, nó có chút gì đó cái cảm giác là như vậy. Nếu mà đó thì là nó nhỉ, Kyushu, hình như Kyushu rất là nổi tiếng với những cái con sông và phía nam rất là có nhiều chỗ du lịch mà có cái việc chèo thuyền đó anh nhỉ. Đúng rồi. Và anh thì ở Nhật cũng lâu rồi nhưng mà lại quen với những cái cảnh sắc đấy của Nhật. Tức là Nihon no dento teki na fuke ni wa mo nare chatte. De kondo Hokkaido ni ittara 全然違う建築もレンガを使っているし、人もあの昔もう100年前からもう T シャツとかそれも着てたんですよね。で、ngói thì cũng dùng ngói đỏ ね。nhà thì dùng cái gạch đấy là gạch đỏ. xong rồi lại còn có những cái ống khói. anh chưa thấy cái nhà Nhật nào ở cái khu quanh này người ta dùng ống khói đâu nhé. mà ở trên đấy người ta dùng cái ống khói.Đúng rồi, nó dùng cái ống khói theo phong cách rất là Âu. Mình nhìn toàn bộ cái thành phố như vậy. Xong rồi là trên những cái con đường đấy luôn có những cái giải hoa người ta trồng. Thì nó làm cho một cái khung cảnh mà mình tưởng tượng đây không phải là Nhật. Chính xác là như thế luôn. Dạ, nhìn rất là khác anh nhờ. Rất là khác với lại Nhật mà mình vẫn thấy hàng ngày. Đúng rồi. Nó không phải là những cái những con người tất tả với lại công việc phải giữ thời gian, mà là cuộc sống nó rất là thông thả, rất là thông bình thả. Yên, và màu sắc cũng rất là đẹp, rất là hài hòa, sự hòa quyện giữa con người với thiên nhiên. Cái cảm giác đó là em nghĩ là chỉ có Hokkaido nó tạo Hokkaido. Cho mình và cái ấn tượng rất là mạnh. そうですね。あの前なんか北海道大学行ったことがある聞いてたんですけど、トレンさんは。そうですね。それ北海道大学は。大学じゃないみたいなんですよ。そうですか。観光地。あ、そう。観光地か。観光地なんですよ。ええー。あの大学っていうとね、日本の大学っていうと狭いとかね、うん、建物のこだわりあんまりないけれども、ちゃんちゃんの大学とか東海地方であれば、中央大学もそうなんですけれども、ゾミュケとアローダイでキャスターみたいな。ものもあるんだけど、ただ町の中にあるから土地あんまりないんですよ、狭くて。中は、はい、仮にちょっと建築の方はなんか美しいものができても土地あんまりないから、そこでなんていうかな、少し開放感っていうのがないですけど、うん、北海道大学は全然違う。ここは大学じゃないというイメージでしたね。行ってみたい。僕行った時、行ってぜひそこに入ったら中に、泉、con suối đấy、うん、và sau đó có cả cái hồ, trong đấy có một con suối dài nó chạy dọc ở trong đấy, mà trong trường đấy là nếu như mà đi bộ đấy là không có đi hết được trường đâu em. Ôi, phải nghe, đi xe buýt. Em nghe như là đang đi công viên nhỉ? giống như là trong công viên mà ở trong đấy nhá, bởi vì cái trường Hokkaido Daigaku là một cái trường đại học tổng hợp Sogo Daigaku, yeah. thì có cả ngành nông này, nông nghiệp, nông gakubu này, bun gakubu này, kô gakubu, đi gakubu, wow. có tất cả luôn, tất cả các ngành luôn. Thì ở trong đấy nó rộng lắm, có cả một cái khu làm cánh đồng để cho người ta nghiên cứu, có một khu để nghiên cứu thiên văn học, xong rồi còn có một khu để người ta làm nghiên cứu về sinh vật học, còn có khu để người ta nghiên cứu về những cái tộc người Ainu của đúng rồi, tộc người Ainu. Và trong đấy nó có một cái mà nó rộng lắm, với lại người dân người ta anh đi đến vào một buổi sáng mà thấy cái khung cảnh nó bình yên, ở hai cái hàng đẽo quạt nó chuẩn bị chuyển sang màu vàng em, cái thời điểm đấy là nó chưa chuyển sang màu vàng, nhưng mà nếu như mà nó chuyển sang màu vàng thì nó giống như là cái hình ảnh ở trên cái window ngày xưa mà anh em mình cũng quen đúng không? Dạ, đúng. Window ngày xưa đấy nó giống như thế, anh tưởng tượng giống như là người ta chụp cái hình ảnh đấy ở trong cái trường đại học Hokkaido này,
với lại nhìn người dân, người ta đi vào bên trong đấy, người ta cảm thấy là người ta chạy bộ ở trong trường rồi thì mọi cái nhịp sống nó sinh hoạt nó gắn bó ở cái khu này thích cực kỳ luôn. Ôi thích thế, chẳng lẽ bây giờ em lại đi xin đi học ở Hokkaido rồi à? Hokkaido daigaku boku wa ima ikeru no de deba Hokkaido daigaku ni ikitai na to motta. Desu ne, hontou ni ikitai, mata gakkou ikitai desu ne. Sou desu ne. Ah, ma tasuka ni kirei, hontou ni machigai nai. Hokkaido kirei. Machigai nai. Ah, demo sakki ima made ita no wa ma natsu, natsu to chotto aki no goro desu ne. De, yu, fuyu no keshiki mo kirei desu yo. De, ikkai dake nan desu kedo, ano fuyu o yuki matsuri. Yuki matsuri desu ne. No toki ni Hokkaido ni ikimashita. はい。で、その時まあ札幌しか行かないんですけど、街は真っ白い。真っ白。はい、はい、本当に真っ白のあの景色で、もちろんお祭りだからお客が多いんですね。観光客が多くて、まあ人はもちろん多いんですが、で、ただ寒くて寒くてたまらないんです。あとそうですね、うん、マイナス、低い時はマイナス20とかそれもあるんじゃないですか。ねえ、だからその時はちょっときついんですけど、はい、住むのはきついと思うんですが、観光でしたら、まあ、旅行でしたら1回ぐらいでも行ってください。あの雪祭り、お雪祭りの時、あのなぜかっていうと、 その時が雪使っていろんなあのもの、動物、建物とかなんていうか再現するなのですごく綺麗し、でその中のライト、チャレンはライトアップとかね、ライトアップもあるんですね。はい。và em ấn tượng nhất là cái gọi là Kamakura, Kamakura, những cái nhà tuyết, giống cái nhà tuyết, nhà tuyết của Nhật ngày xưa đó thì mình vẫn có thể thấy ở một số vùng, đặc biệt là ở Hokkaido.Và ở trong những cái nhà tuyết trắng xóa như vậy, và nó có cái ánh đèn màu vàng, nó le lối thấp thoáng qua những cái ô cửa sổ của Kamakura, nhìn rất là thích anh ơi, nó rất là lãng mạn. Nó có khi nào người ta để cho mình ở trong đấy qua đêm ở trong đấy không nhỉ? À, có một cái resort, một cái loại khách sạn như vậy đó anh. Tức là dạ, đương nhiên là người ta cũng có trang bị đầy đủ để khách không bị lạnh, và có chỗ thì chỉ cho vào tham quan chụp hình thôi, và có chỗ là người ta cho ở trong đó luôn. Nhưng mà em thì chắc là không dám ở đâu, em sợ lạnh lắm. À thế à. Ừ. Nhưng mà căn cô であれば1週間とか数日であればいいかもしれないですね。そこに住む人であればマイナス20とか毎日雪が降ってて真っ白なのであれば結構生活にも苦しいとは思うんだけど、観光であれば十分体験の価値があると思うんですよね。そうですね、本当に体験でしたらぜひそこに行ってみてください。はい、うん、でちゃんちゃん今の雪とか冬の話であれば、なんていうかな、一回聞いたのは北海道もバンチョイ、バンチョイラジエムニャ、バンチョイ、em quên mất tên từ tiếng Nhật rồi. Ừ, thì đấy có cái băng trôi đấy, cũng có thể là mình trải nghiệm là ngắm băng trôi đúng không em? À dạ đúng rồi, ở trên phía bắc, phía đầu con cá đuối đó, ở trên đó à. Dạ vào có thể ngắm từ tháng 1, 1月から3月の間に見えるんですよ。gọi là như là ở gần Abashiri. Abashiri. Đúng rồi, ở thành phố Abashiri thì khu đấy mình sẽ có thể đi thuyền, đi gọi là đi tàu phá băng lên đấy. Dạ, mình sẽ đi tàu phá băng và lên đấy thì sẽ có rất nhiều tảng băng trôi từ phía bắc trôi xuống, rất là đẹp. Em chỉ xem hình thôi, tại vì em không có đi vào tháng 2, tháng 3 là khả năng mình có thể xem băng trôi nó cao nhất. Tháng 1 thì mới bắt đầu có thôi, tháng 2, tháng 3 thì nhiều. Lúc em đi thì là tháng 1, nhưng mà là em ở Sapporo thôi, em không có lên phía Bắc, nên là chưa, rất là tiếc. Ở Hokkaido vẫn còn nhiều chỗ muốn đi lắm anh à, nên là nhất định là hôm nào anh em mình tổ chức với mọi người một chuyến đi.
ナムサオこれやらナムサオサオキーマーコロナウイルスが収まってから来年に北海道にみんな一緒に行きましょうね。行きましょう行きましょう。で北海道ただ広いですね。北海道が広すぎて、はい、でどんな交通集団があるのかな。例えば、いろんなところから北海道札幌とかそこに行くときには電車とそれから飛行機は飛んでいるからなんとか行けますけれども、はい、北海道内に広すぎると思うんですよね。そうですね。で どんな交通集団を使ったらいいでしょうか、ね、私行ったときは、まあ、もちろんバスと電車があるんですけど、ただ本数が少ないんですね、はい、電車といえば。そうですね、はい、ちょっとうん、まあ、町から他の町行くときがちょっと時間がかかりますし、はい、でバスももちろん使えるんですが、花見るところとか見ごろではないなら本数も少ないし、なの そうですね、そういうバスか電車使う場合ならきちんと時間が行く前に時間調べてください。で一番いいのは車ですね。もし、ね、はい、運転免許を持ってる方なら、はい、北海道行くときレンタカー使ってください。レンタカーですね、はい、特に北海道の道まっすぐ、はい、もう高速道路みたいんですけどいやなんていうかな、高速道路よりも周りは何もないというか、そうです、ね、畑じゃないですか、うん、畑です。すごい綺麗な畑があって、で一本の道があって、そこで走るっていうのは気持ちがいいんじゃない。そうですね、す、はい、本当に畑の中走るのが一番気持ちいいですね。気持ちがいいですねでバイクが好きな人であれば、うん、バイク乗るのもすごい気持ちがいいんじゃないでしょうか ね、そうですね、はい、私の知り合い、日本人の知り合いはもうバイク名古屋から北海道まで行って、はい、2週間ぐらいもういろんなところを回ってきましたので、はい、そういう話聞いたら、はい、いや自分にもバイクで行きたいなっていう気分ですね。そうですね、うん、確かはね、アメリカというとchạy xuyên chạy từ bờ đông sang bờ tây đúng rồi, thì là người ta cũng có cái mơ ước như thế. Anh thấy rất là nhiều người, người ta có cái mong muốn là chạy từ bờ đông sang bờ tây. Nhưng mà ở Nhật đấy thì anh cũng nghĩ là đối với Hokkaido là nếu có một cái mong muốn đấy thì sẽ là cưỡi xe và đi một vòng quanh Hokkaido, và người ta cảm thấy thực sự là người ta cảm thấy mãn nguyện, tức là đi kiểu giống như đi phượt đấy, là mang một cái mang cái lều. Đúng rồi, để lên trên xe xong rồi là đi đến đâu, đúng rồi, đi đến đâu là nghỉ đến đấy. Anh cũng nhớ là ở trên Hokkaido lần trước là anh đi đấy, anh thấy có mấy cái toraku, mấy cái xe tải đấy, là người ta cải tạo đi và sau đó là người ta làm thành những cái khu nhà để ở đấy. À, nhà di động đúng không ấy? Dạ. Nhà di động, và người ta mang cái xe đấy, người ta chạy. Anh nghĩ là người ta có một hai người thôi, khoảng một hai người cái... các bạn mà đi đông đấy là sắm thêm vài cái xe đi song song với nhau là đi đến đâu ngủ đến đấy. Ôi, đi một vòng Hokkaido luôn, cực kỳ thích luôn đó. Hình như cái đấy cho thuê đấy em, cái đấy cũng có cho em thuê. Em có thấy có cho thuê, phải lấy bằng lái xe tải anh ạ. À nhưng mà nếu như mà cái xe tải khoảng độ dưới 2.000 kg, à 2.000 cân đấy là mình cũng có thể là dùng cái xe bình thường là đi được đấy. Thế thì có thể mình thuê cái xe bé bé vậy anh nhỉ? Xe bé, yeah. Xe bé thôi, còn xe to đấy là mình phải lấy cái hạng chung. Còn xe bé thì là anh nghĩ là không sao, cái xe bé cho khoảng độ 2-3 người ngồi đấy là ok đấy. Là lên trên đấy có thể mang đi ra biển được, lên núi được, và đi đến đâu mình nghỉ luôn ở đấy. Còn nếu như mà không thì xe bình thường xong lại là mang cái lều đi và mình cắm trại ở đấy cũng được. Nghe thích nha, không nhóm mình phải tổ chức một chuyến đi như thế anh ạ. Đúng rồi, mình sẽ phải tổ chức lên kế hoạch cho khoảng sang năm nha. Ok anh. Để... あと帰り道っていうと、で他の選択は北海道と結び、名古屋と北海道とか、北海道福井っていうと、フェリーも使えるんですよね。それもすごいいいと思うんですけど。はい、太平洋フェリーっていうか、大きな船で、
giống như Titanic anh, Titanic là xưa rồi. Đúng rồi, nhưng bây giờ thì có rất là nhiều kiểu du thuyền như thế. À, và em rất may mắn là khi trở về, khi đi từ Hokkaido về em không đi máy bay, mà em đã đi cái thuyền đó, đi cái du thuyền đó. Và cực kỳ thích một ngày một đêm ở trên biển. Một ngày một đêm trên biển đúng không? Và phòng ốc, phòng thì có rất là nhiều loại mình có thể chọn, nhưng mà dịch vụ trong đó thì mình có thể sử dụng hết luôn. Mình trong đấy anh nhớ không nhầm, ở trên thuyền đấy là có cả nhà ăn thì đương nhiên rồi, có cái rạp chiếu phim này, có cái nơi hát karaoke này, có rất là nhiều cái dịch vụ để mình ngắm. Mà anh thấy thích đấy là buổi sáng mà mình dậy mình ngắm bình minh ở trên biển đấy em, trên đại dương em ạ. Đúng cái rồi. Trên đại dương, tức là khi mà mình dậy là xung quanh không có cái gì, chỉ có mỗi biển thôi. Thực sự cũng rất là thích cái cảm giác là như thế. Thực sự là mình không có cảm nhận, không cảm nhận được là con thuyền nó đang đi luôn, giống như là nó yên ả đến mức là đúng mình rồi. Đang ở giữa một gọi là mênh mông sông nước, đúng rồi. Và có thể ngắm mặt trời mọc nè, mặt trời lặn nè, ôi trời ơi cái cảm giác đó là nó cực kỳ thích luôn. Nó cũng không đắt lắm đúng không? Nếu như mà cái hạng, tùy theo cái hạng phòng của mình, nó ước chừng khoảng độ từ mấy sen cho đến khoảng độ trên dưới 1 man là có thể đi được rồi. Đúng nó rồi. Còn rẻ hơn so với lại đi những phương tiện rẻ khác, rẻ hơn máy bay nữa, nhưng mà thật ra là nó hơi cần thời gian một tí. Nếu như ai mà muốn có thời gian thông thả, don't be di stay to nara zehi ano kono kotsu shudan ga osusume tai to omoimasu. そうですね、あと酔いやすいので健康も大事ですね。nếu như mà các bạn mà dễ bị say sóng hay như thế nào đấy thì cái phương án này cũng phải cân nhắc. Còn nếu như mà không đấy thì là ぜひ一回太平洋フェリーも体験して北海道とそれから日本の海、日本の海の広さを見ていただきたいと思うんですね。そうですね、本当にぜひ一回北海道行ってみてくださいね。そうですね、今日も長くなりましたね。そうですね、本当にいろんな話したいので時間がなかなか、守れないんですね。守れないですね。あ、でもまあちょうどじゃあ、ちょうど、で今日はちゃんちゃんからいろんな話を聞かせていただいて、北海道の美しい花畑とかね、それからその盆地で、あとヨーロッパのなんていうかな、別の日本が見えるそうですね、そこ、っていうのがあったので、ぜひみんな一回でも北海道に行って体験していただきたいですよね。はい、皆さん今日もありがとうございました。またみんな北海道に行ってからぜひ私たちに皆さんの思い出とかいろんな体験したこととか話してくださいね。はい、じゃあそうですね、今日は私とタレンさん、ここまでは。みんなまた次回ですね。はい。